chỗ này là cái chỗ lỡ hồi năm rồi nha bà con. Đây nè, cái chỗ này là cái chỗ lỡ năm rồi nè. Giờ mình mới hay được cái tin tức là ở phía trước có cái đường rạn nứt nữa khoảng 20 mét. Bây giờ mình chạy vòng bên kia mình coi tình hình như thế nào cho bà con xem nha. Rồi bây giờ bà con theo mình nha. Rồi chúc bà con có một ngày xem video thật là vui vẻ. Nhớ để lại cho mình một cái lượt đăng ký kênh để có tinh thần đi quay thật nhiều video nha bà con. Rồi bây giờ bà con theo mình nha. Không biết là giờ không biết là nó nứt cái đoạn nào nữa. Giờ tạm thời mình cứ chạy. Rồi qua cái đầu bên đây của cái chỗ sạt lở cũ năm rồi. Kìa đó, gọi là gì là nứt như căng ngay chỗ đó rồi. Khoảng mấy chục mét anh? Hả? 20 mét hả? Có đường nào em leo vô được không? Hả? Vô đường nào? Chui lỗ này hả? Chui cũng được. Cầm alo ơi. Vì cái này con quay được đó. Nói thật lỡ quay được rồi đó. Ừ. Đây là cận cảnh nha bà con. Nứt nè. Này không biết nữa có nguy cơ lại sụp á. Vô đứng trong ơi, vô đứng trong ơi. Rồi tới đầu cái đuôi này kìa. Cái dấu về dấu có dấu màu nè. Đây không được, không chịu. Chút xe không có giỡn nha. Giờ mấy anh anh nhân quân không có cho quay rồi. Nó nghỉ quay rồi. Giờ gần ngay cái đầu ngã ba, ngay cái đầu qua cái đường cũ nè. Quay cứ quay sao? Đi rồi. Giờ cái chỗ đó là nứt là nặng nhất luôn. Nứt bự nhất luôn chỗ này nè. Nguy hiểm quá cái đoạn này. Con đường này nó cũng xoáy nước quá xoáy rồi. Bây giờ anh em mình đi mới được coi. Đi. Rồi chỉ là chia sẻ đến cho bà con xem được bao nhiêu thôi nha. Giờ trước mắt không biết cái đoạn đó chắc có nguy cơ là sạt lở nữa. Rồi chia tay bà con nha. Đây là cái đoạn đường mà né tránh